Hello, xin chào mọi người. Chắc là mọi người không còn là xa lạ gì với cả hot TikTok đang ngồi cạnh mình là chị Trang Bình không ạ? Em vừa mới xem cái video hai vợ chồng nhà anh chị mà sờ tay vào tường, di vào thử tay ạ. Thì chị Trang hôm nay là mình đến là để mình hoàn thành lại cặp lông mày của mình đúng không ạ? Thì trước khi mà em nhờ chị chia sẻ về cái quá trình chị làm dịch vụ tại DK thì em nhờ chị là chia sẻ bật mí cho mọi người biết được trước là mình đã sử dụng những dịch vụ gì tại DK đúng không ạ? Mình đã xóa môi này, hút môi, lông môi, laser lông mày và làm mới lông mày. Vâng, có nghĩa là cả combo lông mày mà môi chị làm ở DK là đều là sửa lại, đúng không ạ? Thế cho em hỏi thăm một chút là khi mà đến DK thì chị có cái điều gì để so sánh DK với cơ sở trước đây mà chị đã từng sử dụng dịch vụ lông mày và môi không ạ? Những cái lần trước mình làm thì nó cũng khá là lâu rồi ấy. Nên là cái về cái kỹ thuật cũng như là những cái màu của ngày xưa nó cũng rất là khác. Và đến cái trải nghiệm mà mình làm ở DK thì mình thấy rất là nhẹ nhàng êm ái, không như là mình nghĩ là nó sẽ rất là đau. Vâng. Đấy thì em đang hỏi thăm chị một chút là trước khi mà chị xử lý xóa bằng laser ấy ạ, thì cái điều mà chị cảm thấy lo lắng nhất là gì ạ chị? Mình sợ là kiểu như là nghe laser mình chưa làm bao giờ ấy, mình sợ là nó sẽ cái mức nhiệt nó lên da của mình, mình sợ nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái làn da của mình. Và mình cũng không biết là nó có sạch được cái mực cũ của mình từ lâu năm rồi không. Dạ vâng. Thực ra những cái lo lắng của chị Trang là hoàn toàn đúng, nhưng mà nó là với những cái công nghệ laser cũ. Em chia sẻ với chị một chút nhờ với các bạn đang theo dõi livestream là có cái dòng laser CO2 ấy, nó là một cái loại khí, nó sẽ làm cho cái vùng da của chúng ta rộp lên, sau đó là lột cái da đi, nó gây bỏng rộp. Đấy thì cái công nghệ đó ấy, ngoài cái việc là sẽ làm da của ta bị chai, bị sẹo thì nó còn gây rất là mất thời gian cho chị trong quá trình mà mình nghỉ dưỡng cũng như là để mình tiếp tục liệu trình của mình. Đó, môi của chị là chị hút một lần cho mình làm luôn đúng không ạ? Vâng, lông mày là hút vài lần thì mỗi lần thì chị cứ cách nhau bao nhiêu lần, chị bao nhiêu hôm? Đi cách nhau 7 hôm. Đó, chị thấy không ạ? Như em có vừa tư vấn nhận với cái công nghệ laser cũ CO2 ấy, thì cái thời gian nghỉ dưỡng của chị nó rất là lâu, phải khoảng tầm 1 tháng, 2 tháng thì chị mới có thể đến chị hút tiếp được liệu trình của mình cũng như có thể làm được lông mày mới. Nhưng mà với cái công nghệ siêu laser Picomax tại DK thì chỉ cách nhau khoảng tầm 5 ngày đến 7 ngày thôi, chị có thể là hút tiếp liệu trình của mình rồi. Và cái thời gian khi mà mình nghỉ dưỡng thì mình không cần phải ăn kiêng gì cả, chúng ta muốn thì bỏ sơn nếp bình thường nó có thể cải vẽ trang điểm được luôn đúng không ạ? Vâng, thế hỏi thăm một xíu là màu môi của chị làm là màu môi gì ạ? Mình làm màu cam. Thực ra là cái nền môi cũ của mình sau khi hút ấy nó bị tối thì chị có tư vấn là mình nên làm màu cam cho nó sáng cái nền môi lên. Sau đấy thì lần sau 2 tháng nếu mà mình muốn tươi hơn và muốn có màu hơn thì mình có thể thêm một chút màu vào. Vâng. Thì hiện tại thì bây giờ nó đang là cam. Vâng. Em thấy chị Trang rất là hiểu rõ quy trình cũng như là lắng nghe những cái lời của chuyên gia tại DK chia sẻ với mình đấy. Đúng thật là những cái ca môi sửa lại xử lý lại thì sau khi mà hút laser xong là đa phần là để được đẹp nhất ấy, là chúng ta nên xử lý cái lần đầu tiên là cái bước nền nó được sạch sẽ đã, nó gọi là hết thâm đấy ạ. Và sau đấy thì sau khoảng thời gian từ 45 ngày đến 60 ngày thì DK sẽ có nhân viên chăm sóc khách hàng mời chị Trang qua để mình vào thêm màu. Thế chị Trang và các bạn tưởng tượng giúp em giống như là mình sơn cái bức tường ạ. Cái bức tường nào mà màu đen thì mình phải quét vôi quét ve trong sáng lên đã, xong rồi sau đấy thì mình mới sơn màu được. Những cái đôi môi thâm cũng vậy ạ, để xử lý được lên màu chuẩn nhất ý, thì cái bước khử thâm chúng ta phải làm thật kỹ, rồi sau đó khi vào màu thì màu môi nó sẽ lên được đẹp hơn nhé. Vậy còn em hỏi thăm với cái tình trạng lông mày của chị, đầu tiên là về dáng đi. Ngày hôm nay là không biết là cái dáng lông mày này là chị lựa chọn hay là chị được chị Hoa Minh Vương tự thiết kế chưa? Mình được chị Hoa Minh Vương tư vấn. Vì thực ra là trước đây mình làm thì mình mới chỉ được phun thôi chứ mình chưa từng phải sợi. Hôm nay là cái trải nghiệm là lần đầu tiên mình có kiểu một cái đôi lông mày sợi. Bởi vì thực ra là mình rất là ít lông mày ấy. Thì là mình cảm thấy rất là hài lòng và cảm thấy là một cái sự mới mẻ trên gương mặt. Bản thân em có một đứa rất là ít lông, nhưng mà đúng thật sự là khi mà được đi sợi thêm vào thì thấy là nó rất là tự nhiên, rất là trẻ. Bởi vì cá nhân em trước đây thì em cũng đã từng phun lông mày rồi, xong rồi sau đấy là em cũng hút mực cũ đi và để làm lại. Chị cho em hỏi thăm thêm một chút, bởi vì lông mày của mình thì mình cũng đã xóa vài lần rồi chứ không như môi là chị hút một lần xong mình làm này, còn lông mày là mình chị đã xóa vài lần rồi. Đấy thì em hỏi thăm là mình làm lông mày thì có cảm thấy đau rát hay là khó chịu không hả chị? Nên là mỗi lần mà mình xóa mình đều là có cái 7 ngày nghỉ ấy. Chuyên gia cũng tư vấn là sau 7 ngày thì da nó cũng đã khỏe để mình có thể làm những lần tiếp theo. Thì hôm nay mình cũng nghĩ là nó sẽ đau hơn khi mà laser một chút. Khi mà laser thì không có cảm giác gì rồi, nhưng mà lúc mà nằm lên bàn để chuyên gia làm ra thì mình còn kiểu không cảm thấy đau. Vâng. Kiểu mình thấy rất là êm ái. Hoàn toàn không có cảm giác gì luôn đúng không chị? Đó, đấy cũng là cái nỗi lo của rất nhiều chị em
cứ nghĩ rằng là mình xóa lông mày xong thì làm lông mày nó sẽ rất là đau, nhưng mà đấy, tuy nhiên là cũng phải chia sẻ cho chị em một điều rằng là với cái công nghệ laser, siêu laser Picomax tại DK thì sau khi xóa xong thì vùng da của chúng ta không hề có bị tổn thương gì hết. Nên là các chị em yên tâm nhé, DK cam kết là trong quá trình làm lông mày đấy, như chị Trang vừa chia sẻ ạ, đôi khi còn ngủ quên luôn đúng không ạ chị Trang? Vâng, và với tình trạng của chị Trang thì em xin phép là được nhắc lại một chút. Chị Trang trước khi đến DK làm lông mày là đã từng làm lông mày tại cơ sở khác rồi, và cái góc mực của mình là bị màu đỏ đúng không chị? Đó, và tình trạng của chị Trang thì da rất là nhạy cảm, da rất là mỏng, và ngoài ra thì lông mày thật của chị Trang là gần như là không có. Đó, nên là sau khi mà xóa xong thì để xử lý mà đi được sợi như thế này là chuyên gia tại DK là phải rất là cố gắng và tỉ mỉ trau chuốt từng sợi lông mày cho chị Trang. Và đấy, với cái sản phẩm lông mày hiện tại thì không biết là chị cảm thấy như thế nào chị nhỉ? Mình cảm thấy rất là hài lòng và cảm thấy cũng tự tin hơn với một cái diện mạo mới, một cái vẻ tươi trẻ hơn. Dạ vâng ạ. Và mình nghĩ là nó sẽ giúp cho cuộc sống của mình nó sẽ có nhiều cái thuận lợi hơn. Vâng. Thực ra là đấy, câu chuyện là ngay buổi sáng ngủ dậy mình không cần mất công phải trang điểm nhiều, nhưng mà lần nữa là tiết kiệm rất nhiều thời gian để làm nhiều việc rồi đúng không chị? Vậy không biết là qua cái livestream lần này chị có điều gì chị muốn gửi gắm tới các bạn mà đang chưa biết là phải nên đi sửa lại lông mày, sửa lại môi ở đâu không ạ chị? Nghe là nếu mà mình chọn được một cơ sở uy tín và có nhiều kinh nghiệm lâu năm như cả DK ấy, thì là mình hãy cứ yên tâm giao cái gương mặt này cho các chuyên gia để nhận được sự tư vấn hợp lý nhất, và sẽ có cái một cái khuôn mặt, một cái diện mạo nó đẹp và nó tươi trẻ nhất. Vậy còn với đội ngũ nhân viên DK này cũng như Master One Minh Dương thì sao ạ? Chị có điều gì muốn gửi gắm với họ không ạ? Rất là cảm ơn các chuyên gia và đặc biệt là chị Hoan Minh Dương đã gọi là tư vấn cho em một cái rất là tỉ mỉ, cách rất là tỉ mỉ và một cái làm cho em một cái trải nghiệm mà em chưa từng được trải nghiệm. Và cũng cảm ơn tất cả các bạn nhân viên đã rất là nhiệt tình, hỏi thăm thường xuyên và rất là chăm sóc đến tất cả các bước, các cái khâu khi mà mình sử dụng dịch vụ tại DK. Em cảm ơn cái chia sẻ vừa rồi của chị. Mong rằng là tất cả các bạn là theo dõi kênh của DK, cũng như là theo dõi kênh TikTok và Facebook của chị Trang Linh thì cũng sẽ đấy follow, tìm hiểu về DK nhiều hơn. Và các bạn đừng ngại khi mà nhấn inbox trực tiếp cho fanpage DK Eyebrow để bên mình có thể tư vấn cho các bạn được chi tiết hơn nhé. Và nếu như mà cái khối lượng tin nhắn của DK có nhiều quá khiến các bạn phải chờ đợi hơi lâu một chút thì các bạn vui lòng gọi vào hotline 0912 310000 để được hỗ trợ trực tiếp và nhanh hơn nhé. Em cảm ơn chị Trang đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tại DK. Chúc kênh của anh chị sẽ ngày một phát triển này, và chúc anh chị sẽ có thật nhiều sức khỏe cũng như là ngày một yêu thương nhau hơn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream ngày hôm nay của DK, và hẹn gặp lại mọi người trong livestream tiếp theo. Xin chào mọi người.